Mình đã từng thi IELTS và mình đạt số điểm 8.0. Thì ngày hôm nay mình sẽ review cuốn sách Cao thủ IELTS đuổi theo 9 chấm của thầy Lê Minh Hà. Mình nghĩ là ở mọi trình độ, những người học IELTS đều có thể đọc cuốn sách này và lấy ra cho mình một bài học nào đấy. Là một người đã từng học IELTS thì mình thấy là những cái tips này vô cùng hiệu quả. Phương pháp phân biệt giữa Yes, No, Not Given hoặc là phương pháp nghe note taking. Mình rất là khâm phục cái lòng quyết tâm của thầy Hà theo đuổi cái hành trình đi từ 5.0 lên 9.0 trong vòng 3 năm. Chào các bạn, mình là Giang và hiện mình đang là sinh viên trường đại học ngoại thương. Thì ngày hôm nay mình sẽ review cuốn sách Cao thủ IELTS đuổi theo 9 chấm của thầy Lê Minh Hà. Có thể các bạn không biết thì mình đã từng thi IELTS và mình đạt số điểm 8.0. Và hiện tại thì mình đang có mong muốn là cải thiện cái band điểm của mình. Nhưng mà mọi người cũng thấy là không có một trung tâm nào mở một lớp cam kết đi từ 8.0 lên 9.0 cả. Cũng như là cái việc tự học mình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như là cái cấu trúc bài viết của mình nó chưa được rõ ràng, cũng như là việc lấy những cái ví dụ chưa được sắc bén. Và đấy là lý do mà mình chưa cải thiện được số điểm writing của mình. Mình tình cờ lên Tiki vào một ngày sale sách và mình đã bắt gặp cuốn sách này. Thì mình cũng đã biết qua về thầy Lê Minh Hà trước rồi, là về cái số điểm IELTS writing 8.5 của thầy. Và đấy là lý do vì sao mình quyết định mua cuốn sách này, vì mình mong là nó sẽ giúp mình một phần nào đấy trong cái quá trình cải thiện số điểm của mình. Vào lúc mà mình nhận được cái cuốn sách này thì mình khá là ưng ý, bởi vì nó có bìa màu xanh cũng như là nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ là một cuốn tự truyện mà thôi. Mình không mong là nó sẽ quá là hàn lâm hay gì hết, cũng như là với một cái giá thành khá là rẻ thì mình nghĩ là cái điểm hay của nó sẽ nằm trong nội dung chứ không phải là về mặt hình thức cũng như là những cái hình họa hay là màu mè gì trong cuốn sách hết. Nó khá là hợp với cái gu của mình. Với cái tựa đề là Cao thủ IELTS đuổi theo 9 chấm này thì mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn ở trình độ sơ cấp hoặc là trung cấp sẽ thấy là đây không phải là cuốn sách dành cho mình. Nhưng mà sau khi mà đọc cuốn sách này thì mình đã có một suy nghĩ khác về nó. Mình nghĩ là ở mọi trình độ, những người học IELTS đều có thể đọc cuốn sách này và lấy ra cho mình một bài học nào đấy. Trong sách thì thầy đã đưa ra những cái giáo trình thần thánh mà thầy đã dùng để gọi là có một cái nhìn mới về IELTS, cũng như là review những trang web writing mà thầy đã sử dụng để cải thiện số điểm writing của mình. Thế nên là với bạn học từ trình độ cơ bản đến nâng cao thì mình nghĩ cuốn sách này là một sự lựa chọn khá là ổn. Ví dụ điển hình là thầy đã đưa ra những review về các trang writing mà học sinh mình hay lên để đọc những cái sample mẫu nhất. Thì mọi người thường hay gọi là lẫn lộn giữa các trang web và không biết cái cách mà những cái thầy cô ở đấy cấu trúc cái bài writing của mình ra sao. Thì thầy đã đưa cho mình một cái review rất là chi tiết về cái đó để mình biết là có điểm hay, điểm mạnh nào mình nên áp dụng và cái điểm mà mình cần tránh để nó không bị mất điểm trong bài writing. Bên cạnh đó thì một phần mà mình đã đọc đi đọc lại rất là nhiều lần trong cuốn sách này đó chính là những cái tips mà thầy Hà đưa ra cho từng kỹ năng trong bài thi IELTS. Là một người đã từng học IELTS thì mình thấy là những cái tips này vô cùng hiệu quả. Và nó là những thứ mà bạn chắc chắn là sẽ thay đổi cái việc mà bạn nhìn nhận IELTS cũng như là luyện tập một bài thi IELTS. Ví dụ như là phương pháp phân biệt giữa Yes, No, Not Given hoặc là phương pháp nghe note taking. Thì ngày xưa mình cũng đã áp dụng cái cách mà để phân biệt Yes, No, Not Given, nhưng mà nó vẫn chủ yếu là phụ thuộc vào cái đánh giá chủ quan của mình chứ nó chưa dựa vào những cái chi tiết có sẵn ở trong bài đọc. Thì sau khi mà mình đọc cuốn sách này thì mình biết được là để coi một đáp án là no hoặc là false thì bạn phải tìm được một thông tin trong bài đọc và sửa nó. Tức là sai thì phải sửa được, nếu như không sửa được thì không gọi là sai. Và một điểm nữa mà mình nhận ra được trong cuốn sách này đó chính là mình rất là khâm phục cái lòng quyết tâm của thầy Hà khi mà thầy đã theo đuổi cái hành trình đi từ 5.0 lên 9.0 trong vòng 3 năm. Và mình nghĩ là hành trình đấy đòi hỏi một cái sự quyết tâm rất là lớn, cũng như là cái mà bạn nhận về được sau hành trình đấy không phải là một số điểm 9.0 mà rất nhiều những cái thay đổi tích cực trong cái cách mà bạn nhìn nhận bài thi IELTS, cách mà bạn giảng dạy cái bài thi IELTS, cũng như là việc mà bạn đặt một mục tiêu và theo đuổi mục tiêu đó. Và một điểm mình đặc biệt yêu thích ở cuốn sách của thầy Hà
đó chính là phần trích dẫn ở cuối sách. Mỗi khi mà mình cảm thấy nản chí thì đây là phần mà mình luôn luôn mở ra và đọc để có thêm động lực. Chính là yếu tố động lực vui vẻ rất quan trọng đối với các bạn mới học. Ngay cả các bạn ở trình độ cao thì việc duy trì cái sự hứng thú với môn học luôn luôn là một điều vô cùng quan trọng. Và mình nghĩ là với giá thành vô cùng hạt rẻ chỉ bằng 2 bát phở thì cuốn sách này sẽ mang lại cho bạn rất là nhiều những cái insight thú vị về việc học IELTS. Cũng như là mình mong là sau khi đọc cuốn sách thì bạn sẽ có một cái châm ngôn, một cái motto để bạn áp dụng vào hành trình học của mình. Và mình chúc bạn thành công trong con đường chinh phục đỉnh IELTS. Bye bye.